Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về một bức tượng bà cố được làm bằng được làm bằng đất sét tự khô nha. Cứ bàn tay rất là khéo léo của một bạn ở trong team thì bạn ấy đã làm tác phẩm này từ quay ngược đây lại đất sét tự khô. Rất đẹp mọi người ạ. Đây là chiếc áo màu nâu mọi người. Chiếc quần màu đen này. Búi tóc. Đây là chiếc lưng còm nha. Hai bàn tay. Thì em dạy thì em may lắm. Các bạn có thể tham khảo mẫu nặn này và dùng để nặn cùng các con nha. Như ở những cái video trước thì các bạn cũng đã làm quen nhiều với lại đất sét tự khô mình giới thiệu phải không ạ? Thì đây là một mẫu mà được làm từ đất sét tự khô. Đặc điểm của đất sét tự khô là em có để cái chọc đây không nhỉ? Không thấy. Ở trong thì sẽ rất là ướt và dẻo, và khi ra ngoài tiếp xúc với lại không khí thì nó sẽ tự khô lại. Khi khô lại thì nó rất là dai và sốt. Thôi em sang bên đấy đi, để anh xung ra chịu. Không, nếu không sang bên đó một trang ngủ. Ai biết hôm nay nó mất điện. Mọi hôm là sạc vào buổi tối. Mà hôm nay thì mọi hôm em sạc buổi tối. Ừ, hôm qua về tôi muộn nó ngủ. À đi đâu về muộn không? Lại đi gặp em nào. Biết rồi, anh chú này nghi lắm. Gần này cứ lúc ở đúng hiện lúc. Tắt ơi. Không có bằng mà. Đầu óc không tỉnh táo được, tập trung. Biến rồi thật sự ấy. Alo thầy à. Đi. Anh nghĩ hôm nay bảo vệ hạnh phúc gia đình chứ. Alo đi lại quần. Để trước khi em đi quá xa. Bảo vệ chủ quyền đúng không? Anh làm gì chả nói với vợ ấy. Đi đâu chả nói. Có hiện tượng gì lạ thì phải báo ngay với bà chủ. Nó kiểm soát 24/24. Bây giờ nha, em bảo em cắt hai thịt cho anh về thôi. Còn chiến cứ vứt lên trên chỗ đó. Chiến bây giờ cắt ba thịt là nó loạn. Em cắt cái
Chúng tôi có thể mua đất sét nặn tự khô về và cùng chơi cùng các con nha. Nặn xong nó khô rồi thì dùng để deco và chơi đồ hàng luôn nha. Nó rất là tiện mọi người. Cố này đang cười nha các bạn. Cố à? Ừ, bà cố. Cụ cố. Tất cả ở đây là bà làm việc. Anh Long hôm nay tô hay là review? Tại tô. Ôi, chứ không có mình em lạc lắm nhỉ? Sao mà chờ hoa mãi chả thấy. Thầy Phương bảo chắc hôm nay em về. Lạc lõng của cô đơn. Anh trung sản 100% viên chất của từng ngày đấy nhở? Được ngày không? Thực ra cảm ơn đến đây là kết thúc rồi mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Xin chào tất cả mọi người.